Con gái của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh mệt mỏi vì liên tục bị giả mạo tài khoản, nhập trục lợi trên mạng xã hội. Những ồn ào xoay quanh gia đình của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh vẫn luôn được cư dân mạng quan tâm theo dõi. Vì thế, không ít đối tượng lợi dụng vào sức nóng của những nhân vật liên quan, cụ thể là Hồng Loan, con gái của nghệ sĩ, để tạo những tài khoản mạng xã hội mạo danh trục lợi dựa trên danh nghĩa người thân của nghệ sĩ Vũ Linh. Mới đây, Hồng Loan cầu cứu cư dân mạng khi xuất hiện tràn lan các tài khoản sử dụng tên cô với nhiều mục đích mà cô không kiểm soát được. Hồng Loan cho biết, em xin thông báo lần cuối hiện có rất nhiều tài khoản Facebook, YouTube và TikTok giả mạo đăng thông tin sai lệch và có ý trục lợi riêng. Em chỉ sử dụng duy nhất một tài khoản Facebook, không có kênh YouTube hay TikTok nào hết. Sau khi nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh mất, Hồng Loan nhận được nhiều tình yêu thương và ủng hộ của khán giả. Trước lùm xùm tranh chấp tài sản với mẹ con cô Sáu Hồng Nhung và Hồng Phượng, dư luận luôn đứng về phía Hồng Loan. Ngày sinh nhật vừa qua, Hồng Loan đón tuổi mới đầu tiên vắng bóng ba bên cạnh, khiến người hâm mộ không khỏi xót xa. Khán giả đã gửi đến nhà cô rất nhiều phần quà giá trị về cả vật chất và tinh thần.